Nhìn bà thật là thảm hại. Bà đã biết cái giá dám chống lại tôi chưa? Tôi tháo băng keo cho bà, nhưng bà phải tuyệt đối im lặng. Nếu bà la hét chống đối, tôi sẽ khóa miệng bà lại. Bà có thấy mình ngu dại không? Trước đây muốn gì được cái đó, giờ thì một hớp nước cũng không có mà uống. Bà gian xin tôi đi, tôi sẽ thí cho bà dài dọn. Sao ông có thể tàn nhẫn như vậy? Sao ông có thể đối xử với tôi như vậy? Chính bà mới là kẻ khơi mào mọi chuyện. Nếu tôi không phát hiện ra sớm, có lẽ người bị hại thê thảm giờ này là tôi. Không, chính ông, sự ích kỷ, độc ác, cái tôi quá lớn của ông, lòng hận thù của ông đã đẩy rất nhiều người vào cảnh bất hạnh. Vợ ông, tôi, Thành Thiên và rất nhiều người khác. Chính các người mới là kẻ đánh cắp tình yêu, đánh cắp lòng tin của tôi. Bị vợ phản bội, bị chính bản thân của mình phản bội. Bà nói đi, tôi phải đặt niềm tin cho ai? Tôi không phải là Bồ Tát mà có thể tha thứ tội lỗi cho các người. Dạ em chào anh. Không cho bà ta ăn uống bất cứ thứ gì, không cho bà ta ra khỏi phòng, nghe chưa? Dạ em biết. Công việc con hiện giờ đã đi vào ổn định chưa? Dạ, mọi việc ổn mà mẹ. Làm lại ở lĩnh vực cũ, nhưng vì thời gian con ở trong đó khá lâu nên con cũng cần phải tiếp thu cái mới nhiều lắm. Nhớ lại thời gian con ở trong đó, mẹ cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Mỗi ngày trôi qua, mẹ thấy như mình đang sống trong địa ngục. Mẹ, mọi chuyện đã qua rồi, mẹ quên nó đi. Bây giờ con đã ở bên cạnh mẹ, con sẽ cố không làm gì để mẹ lo lắng bất an nữa đâu. Đã từ lâu rồi mẹ không mong cầu bất cứ điều gì cho bản thân, chỉ cầu xin cho con cái được bình an, mạnh khỏe, sống hạnh phúc là mẹ vui rồi. Thưa bà mới về. Anh về rồi, anh có ăn cơm không? Em dọn luôn. Thank you.
đừng có đụng vào đồ đạc của tôi. Để đó người làm họ dọn. Bà ra ngoài mà lo cho con trai của bà đi. Sao anh lại nói như vậy? Vợ chồng Kim Ngân mới vừa xin phép đưa con về nội chơi. Em chờ hoài không thấy anh về. Hai mẹ con mới vừa ngồi vô bàn thôi à. Mẹ con bà còn gần gũi với nhau được ngày nào thì nên tận hưởng ngày đó đi. Anh nói vậy là ý gì? Tôi không có ý gì hết.
cầu tìm cách cứu tôi. Ông Hải đang giam lỏng tôi tại nhà riêng, tình hình rất nguy cấp. Ông ta đã biết tất cả. Anh tìm ai? Tôi muốn gặp bà Duyên. Bà Duyên không có ở đây. Mở cửa ra. Mẹ mày, mày là thằng chó nào mà dám nói tiếng với tao hả? Anh không cần biết. Tôi muốn gặp bà Duyên. Bây giờ anh mở cửa ra. Tao không mở cửa. Mày làm gì tao? Muốn chết phải không? Tao đập mày à? Con ngon thì anh làm đi. Thành Thiên, mới sáng sớm sao cậu ấy tới đây? Tôi không đi. Không lẽ ông đánh hơi được chị sao? Tôi muốn gặp bà Duyên. Tao nói bà Duyên không có ở nhà nghe chưa? Tôi không cần biết. Về đây. Vậy có chuyện gì vậy? Mày chạy ra ngoài cổng nói với thằng Thẹo không được mở cửa cho người kia, nhưng cũng đừng làm căng. Nó là con ông chủ đó. Được rồi. Dạ thưa anh, có việc gấp nên em mới gọi cho anh giờ này. Có chuyện gì nói nhanh đi. Hiện giờ con trai của anh đang làm ầm ngoài cổng á, đợi vô gặp bà Duyên. Cái gì? Thằng Thiên sao lại ở đó? Dạ anh đã tới. Dạ nặng nặng đòi vô nhà kiểm tra. Mặc dù tụi đàn em nói bà Duyên không có ở nhà, vì là con trai của anh nên rất khó xử. Nên xin anh chỉ đạo xem tụi này phải làm gì. Thằng khốn kiếp, làm cái gì mà sáng nó mò tới đó? Em sợ anh ta làm ầm lên, công an mà tới là mình mệt đó anh. Cậu lập tức chụp thuốc mê bà ta ngay. Giữ chân thằng đó ở ngoài cổng, tôi tới liền. Dạ. Có chuyện gì hả anh? Thành Thiên, nó làm sao hả anh? Thằng khốn nó đang muốn hại tôi. Đúng là đồ nghiệt chủng mà. Trời ơi, đã xảy ra chuyện gì nữa rồi? Anh ơi, em xin anh hãy nương tay với con nha anh. Nếu nó có làm gì sai, xin anh rộng lượng bỏ qua và dạy dỗ con nha anh. Tất cả những kẻ dám phản bội lại tôi đều phải trả một cái giá rất đắt. Không có trường hợp ngoại lệ. Cậu ra mặt đi, cầm chân nó lại. Tôi cần đón một người rồi tới ngay. Đã chụp thuốc mê cho bà ta chưa? Tốt. Đặt bà ta lên giường ngay ngắn cho tôi. Mọi chuyện đã bắt đầu với những người đàn ông trong nhà này. Alo. Thành Thiên, con đang ở đâu vậy? Mẹ, con có việc phải ra ngoài sớm một chút.
Nói cho mẹ biết con đang ở đâu. Dạ, con đang ở... Ở đâu? Sao lại ấp úng với mẹ? Dạ, con đang ở ngoài đường, không biết gì đâu. Sao con nghe giọng mẹ có vẻ lo lắng quá chị? Nói cho mẹ biết đi, giữa con và ba con đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Hả? Ủa, Lúa, có chuyện gì vậy? Dạ, em cũng không biết nữa. Mà ông chủ với con hai đi ra ngoài từ sớm lận. Con không thể nào giải thích cho mẹ ngay lúc này đâu. Mẹ yên tâm đi, con không sao đâu. Khi nào về con sẽ nói chuyện với mẹ. Bây giờ con có chuyện cần giải quyết. Con xin lỗi mẹ. Chào anh, tôi biết anh là vệ sĩ riêng của ba tôi. Tôi không muốn làm khó anh. Chỉ cần anh mở cửa cho tôi vào gặp bà Duyên. Nếu không, tôi sẽ gọi con mày tới đây. Anh cũng biết, tôi chỉ là người làm theo lệnh. Mong anh đừng làm khó cho tôi. Ông chủ dặn sao thì tôi làm vậy thôi. Có gì mờ ám trong căn nhà đó vậy? Tại sao tôi không thể vào được? Tại sao nói bà Duyên không có ở nhà nhưng lại có nhiều người canh gác đến như vậy? Được, tôi không thể xâm nhập gia cư bất hợp pháp như các anh, nhưng tôi sẽ nhờ công an can thiệp vào chuyện này. Đang dọa ai đó? Làm sao phải cần tới công an? Chào ba, không ngờ ba lại đến nhanh dữ vậy. Còn con, mới sáng sớm tới đây làm cái gì? Con tới xem cô Duyên có chuyện gì không. Tại vì con không liên lạc được điện thoại với cô ấy từ hôm qua tới bây giờ. Tại sao không mở cổng cho con trai tôi vào thăm bà Duyên? Dạ. Cô Duyên đang bị cảm hàn, sốt mê man từ hôm qua tới giờ. Bà bận quá không có thời gian chăm sóc, mới cử người ở đây để lo cho bà ấy. Có cần cử tới 3-4 người đàn ông chăm sóc cho một người phụ nữ không? Ông theo tôi vào khám cho bà ấy luôn. Dạ. Ông vào khám cho bà ấy, tôi chờ ở bên ngoài. Dạ. Chúng ta xuống phòng khách chờ đi. Đại ơi, đã có chuyện xảy ra rồi. Mẹ sợ lắm, mẹ phải làm sao đây? Mẹ à, em bình tĩnh đi. Có chuyện gì từ từ mẹ nói, con mới hiểu được. Con có biết anh hai con đang ở đâu không? Đã xảy ra chuyện gì giữa anh hai và ba con rồi đúng không? Hả? Dạ, con không biết nữa. Con cũng chỉ mới thức giấc thôi. Con biết gì thì nói cho mẹ nghe đi. Đừng có giấu mẹ. Mẹ không sao đâu. Mẹ đang rất là bình tĩnh nè. Dạ, con thấy mọi chuyện cũng bình thường mà. Bà với anh hai đâu có gì đâu. Đừng để Kim Ngân biết chuyện gì đang xảy ra. Cả nhà mình có chuyện gì mà ồn ào vậy? Không có gì đâu em. Anh ở nhà ăn sáng với em rồi đi làm nha. Tình hình sức khỏe của bà Duyên có trầm trọng lắm không bác sĩ? Dạ thưa ông, bà ấy sốt cao, có thể là sốt siêu vi, người nổi nhiều mẩn đỏ. Có cần nhập viện không? Dạ thưa ông, không cần đâu. Có tôi ở đây rồi thì không cần đến bệnh viện làm gì. Tôi sẽ chích thuốc và truyền dịch cho bà ấy. Chỉ cần vài ngày bà ấy sẽ khỏe lại thôi. Vậy cũng được. Ông cứ ở lại đây chăm sóc cho bà Duyên. Tiền bạc không thành vấn đề. Cứ điều trị loại thuốc nào tốt nhất cho bà ấy. Dạ, tôi biết rồi. Giờ thì con đã yên tâm chưa?
cứ để cho bác sĩ chăm sóc cho cô Duyên. Dạ, vậy thôi, con xin phép ba con chạy đi làm. Chào bác sĩ. Cậu đi làm chưa? Gặp nhau ở cà phê nghe. Mới sáng sớm mà anh và ba đi đâu vậy? Hình như là mẹ đã biết được điều gì đó. Em thấy mẹ lo lắm. Tôi tới nhà bà Duyên. Tôi nghĩ là bà ấy đang gặp nguy hiểm. Vậy anh đã gặp được bà ấy chưa? Được rồi. Nhưng tôi vẫn thấy có điều gì đó rất bất thường. Là sao? Anh nói rõ hơn được không? Hình như ông ấy đang dàn xếp mọi chuyện. Khi tôi tới đó, thấy có vài gã bảo kê đã có mặt canh gác. Họ không cho tôi vào, cầm chân tôi cho tới khi ông ta đến. Vậy là anh và ông ta đã đụng độ nhau sáng nay? Ừ. Tôi đã được vào nhà, nhưng chỉ thấy bà ấy nằm ngủ trên giường, qua cánh cửa trong phòng ngủ. Ông ta đưa bác sĩ tới khám cho bà Duyên. Nhìn bề ngoài có vẻ rất bình thường, nhưng tôi thấy rất rõ ông ta đang dàn dựng mọi chuyện. Vậy bây giờ mình phải làm gì? Làm sao để giải cứu cho bà Duyên? Ông ta đã cho người canh gác và luôn có mặt ở đó. Nếu bây giờ tố giác với công an thì cũng chưa có bằng cớ gì, không chứng minh được tội lỗi của ông ta. Nếu bà Duyên đang nằm trong tay ông ấy thì chắc gì ông ta không khai thác mối liên kết với anh em. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng điều tôi đang lo lắng nhất là phải tiếp cận được bà Duyên. Chắc chắn bà ta đang gặp nguy hiểm. Tôi đã nhận được email của bà ấy gửi sáng nay. Mọi chuyện đã bắt đầu căng thẳng. Em muốn giải quyết vụ này nhanh gọn hơn. Chừng nào thì người của anh mới ra tù? Vài ngày nữa. Tôi thật sự chưa tìm ra phương án tốt nhất. Trong tình thế này, chỉ có thể tạm án minh bất động, chờ xem hành động tiếp theo của ông ta là gì. Vẫn không gọi được hả em? Sao máy của chị Duyên không liên lạc được vậy? Từ hôm qua đến giờ em gọi có chục cuộc rồi mà điện thoại ngoài dùng cứu sống không à. Có khi nào hết pin không? Hay điện thoại của chị bị hư? Một người làm ăn như chị Duyên không thể có chuyện điện thoại ngắt quãng lâu như vậy. Cũng tại em có chuyện gấp phải bay về đột xuất, nếu không thì em đến thẳng nhà chị rồi. Về bển rồi mình liên lạc với chị cũng được mà. Lần sau mình lại ghé thăm chị ấy. Chị Duyên và anh Gia Vĩ ngày xưa là bạn thân của nhau đó. Bây giờ gặp lại tay bắt mặt mừng, em cảm động lắm. Em sẽ về kể cho anh Gia Vĩ nghe chuyện này, sẽ nói ảnh gọi điện cho chị Duyên. Anh nói thiệt nha, trong kinh doanh á, anh rất là nể anh hai của em. Nhưng tính khí của ảnh á, đôi khi cũng rất hay kỳ quặc. Đâu phải mình anh nói câu này đâu, cả nhà em ai cũng nói như vậy hết trơn hết. Hồi đó ba em còn sống, ba em cũng nhắc ảnh lấy vợ hoài. Mỗi lần nghe
là anh trốn mất tiêu à. Nhiều lúc em cứ tưởng anh gây không á. Không, chắc chắn anh Vĩ không phải là dân gây đâu. Anh tưởng đi chung anh biết mà. Có vài phụ nữ đến với ảnh, nhưng tình cảm không mấy đậm đà. Có lẽ vì vậy mà anh không muốn kết hôn. Nhà em á, ảnh là con trai duy nhất, coi như không có người nói dối tông đường. Cũng vì chuyện này mà mẹ em buồn lắm. Thôi, tới giờ vô trong làm thủ tục rồi em. Mai mốt mình có dịp về Việt Nam, mình sẽ thăm chị Duyên sau. Dù gì mình cũng có số điện thoại của chị rồi, về bển liên lạc cũng được mà. Dạ, về bển em sẽ liên lạc liền với chị. Em biết chị trông vợ chồng mình đến chê lắm á. Nhưng em thấy có lỗi với chị nhiều quá chừng. Thành Thiên, có chuyện gì xảy ra vậy con? Đâu có gì đâu mẹ. Con chuẩn bị thay đồ đi làm. Sáng nay có cuộc họp ở công ty. Thành Thiên, con đừng giấu mẹ. Con và ba con đang đối đầu nhau phải không? Thành Thiên à, người đó là ba con đó. Con đừng chống đối ông ấy mà mang tội bất hiếu. Người đàn ông đó là cha của con thì sao? Người đã nuôi dưỡng con bằng lòng hận thù của ông ấy. Mẹ muốn con phải có hiếu với ông ta hả? Người đã hành hạ mẹ con mình mấy chục năm nay. Người đã tước đoạt cái hạnh phúc đầu đời của con. Người đã đẩy con vào tù tội à? Con nói gì vậy? Con bình tĩnh lại đi. Ông ấy dù sao thì cũng là... Thôi đủ rồi mẹ. Con đã sống trong sự dối trá bao nhiêu năm nay. Lúc con còn là một đứa bé, con đã nhận ra sự khác biệt của ông ta khi đối xử với hai đứa con. Dấu chấm hỏi đó cứ lớn dần theo năm tháng. Và bây giờ đây con đã biết được sự thật. Người đàn ông đó không phải là cha ruột của con. Cái gì? Còn hai em phải là con của ông chủ? Ông nói đi, ông muốn gì ở tôi? Nếu như ông không thể buông tha tôi được, tốt nhất là ông giết chết tôi đi, chứ đừng hành hạ tôi như vậy nữa. Tôi đâu có nỡ giết chết người đầu ấp tay gối với tôi bao nhiêu năm nay. Ông còn nhiều nhân tính đến như vậy à? Bà thừa biết cái giá phải trả cho sự phản bội. Nếu tôi được sống, sẽ cho bà một con đường sống. Nếu bà làm theo kế hoạch của tôi. Kế hoạch của ông là gì? Làm sao con biết được sự thật này? Không quan trọng từ đâu con biết được sự thật. Quan trọng là con phải biết đối mặt với sự thật này đã sao? Tại sao mẹ lại giấu con chuyện này vậy? Mẹ xin lỗi con, Thành Thiên. Hãy tha lỗi cho mẹ. Câu chuyện này có nhiều uẩn khúc,
mà mẹ không thể nào nói ra được. Con đã trưởng thành rồi, không còn là một đứa trẻ nữa. Lẽ ra mẹ phải cho con biết sự thật chứ. Uẩn khúc cuộc đời mẹ chính là sự trả giá cho cuộc đời của con, phải không mẹ? Con xin lỗi mẹ, con không cố tình xúc phạm làm cho mẹ buồn. Cho dù có chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn là người mà con yêu quý nhất trên đời này. Mẹ biết, mẹ biết là con đã chịu nhiều uất ức. Mẹ đã làm đủ mọi cách để bảo vệ con, nhưng rồi mẹ đã bất lực. Mẹ đứng nhìn bão tố trút xuống đầu con mà mẹ không thể nào làm gì để ngăn lại. Mẹ là một người mẹ đáng trách mà. Con không bao giờ dám oán trách hay dám oán hận gì mẹ, nhưng con cần biết sự thật. Cha ruột của con là ai hả mẹ? Tại sao ông ấy không đến nhận con? Hãy để quá khứ ngủ yên đi con, hãy sống cho hiện tại. Có những chuyện nếu biết dừng đúng lúc sẽ tránh được phiền phức đó con. Quá khứ của mẹ là hiện tại của con. Mẹ biết con đâu phải là kẻ hiếu chiến, con rất muốn một cuộc sống bình yên. Nhưng liệu mọi việc có ổn không mẹ? Khi người đàn ông kia luôn muốn trút hận lên đầu của con. Thành Thiên ơi, mẹ xin con, con đừng đối đầu với ông ấy. Dù gì ông ấy cũng là người nuôi dưỡng con nên người. Tha thứ là linh dược để xoa dịu những ân oán hận thù của con người. Hãy vì mẹ, về vì bản thân, đừng nghĩ tới chuyện trả thù ông ấy nữa con à. Con không rộng lượng, con không quảng đại như mẹ được. Con không hiểu sao mẹ có thể tha thứ, mẹ có thể sống bên cạnh một người đàn ông luôn coi thường cha đạp mẹ con mình. Có những chuyện con sẽ không bao giờ hiểu được. Ông ấy cũng có những nỗi khổ riêng của mình. Mẹ hiểu, mẹ rất hiểu là vì sao ông ấy lại ra nông nỗi như vậy. Tất cả là tại mẹ, là lỗi của mẹ. Con à, khi con phán xét ai đó, con hãy đặt vị trí của mình vào họ, thì con sẽ thấy được nỗi khổ của người ta. Mẹ có lỗi gì chứ? Sao mẹ lại tự hành hạ mình như vậy? Ông ấy đã đem hận thù trút xuống đầu con và mẹ mấy chục năm nay. Con sẽ không bao giờ tha thứ, con sẽ trả thù cho mẹ. Đừng, đừng Tiên ơi, mẹ xin con đừng làm như vậy. Mẹ không muốn cái gia đình này tan nát, con hiểu không? Con đừng có làm như vậy mà. Gia đình này vốn đã tan nát từ lâu rồi mẹ à. Nói chỉ được bao bọc bằng cái vỏ giả tạo, tin gì mới che mắt được người đời. Hơn ai hết, mẹ cho con biết rõ điều này mà. Ba ơi, có ba về. Không được để cho Kim Ngân biết chuyện này. Mẹ xin con, đừng để cho em con biết chuyện này. Nó không chịu đựng được đâu. Tại sao cứ phải sống trong dối trá? Tại sao cứ phải diễn kịch với nhau vậy? Nói với cô ba là bà mệt, đừng mở cửa phòng bà nha. Dạ.
có ba. Bà nói là bà mệt, cần nghỉ, cô ba đừng có kiếm bà. Vậy hả? Dạ. Để mẹ tôi nghỉ ngơi đi, tôi lên lầu lấy ít đồ rồi ra ngoài có chút việc. Khi mẹ tôi dậy nói bà alo cho tôi nha. Dạ. Ông nói đi, kế hoạch của ông là gì? Bà đã biết quá nhiều chuyện của tôi. Nếu để bà sống, liệu bà có giữ im lặng không? Hả? Ông tính giết người diệt khẩu à? Đúng. Lẽ ra tôi đã làm như vậy, nhưng nghĩ đến tình nghĩa bà đã theo tôi hơn 20 năm nay, nên tôi sẽ cho bà một con đường sống bằng một cái chết. Ông nói gì tôi không hiểu. Bà sẽ viết thư tuyệt mệnh gửi cho mọi người ở Amtiben bằng mail. Sau đó tôi sẽ dựng một cái chết giả thay cho bà. Sau đó thì tôi sẽ ra sao? Tôi sẽ đưa bà ra nước ngoài bằng con đường qua biên giới Campuchia, và một số tiền đủ để cho bà sống sung sướng cả đời ở nước ngoài. Ông nghĩ là sau những chuyện đã xảy ra tôi còn có thể tin được ông sao? Ông không thể lừa tôi một lần nữa. Ông bắt tôi viết thư tuyệt mệnh. Tôi viết thư tuyệt mệnh xong rồi ông giết tôi luôn thì sao? Bà đang ở cái thế triệt buộc. Bà nghĩ mình có nhiều cách để chọn lựa sao? Một là bà phải làm theo kế hoạch. Hai là tôi sẽ hành hạ bà cho tới khi bà chết. Đồ sát nhân thật kinh tởm, tôi khinh ông. Bà dám mạt sát tôi hả? Tôi có làm ba tôi cũng không tha cho ông đâu. Đồ điên. Đồ con đàn bà hung dữ, sắp chết rồi mà còn ngang ngạnh hả? Ông chủ, con cần tụi em giúp gì? Thôi bà ta lại đi, không dạ, chủ dạ. Một giọt nước. Đồ không có tính người, con làm bà tôi cũng không tha cho ông đâu. Bà đừng biết chưa, giết nó chết bây giờ. Ngồi đi. Dạ. Cậu có muốn kiếm thêm tiền không? Một công việc rất dễ dàng, không quá khó đối với cậu. Dạ, là việc gì? Cậu tập ký chữ ký này của tôi thật là nhiều lần. Tôi sẽ mua lại của cậu một chữ là 10 triệu. Cậu ký 10 chữ có 100 triệu. 20 chữ thì có 200. Sao? Cậu có làm được không? Hay để tôi kêu người khác? Kiếm mấy trăm triệu lúc khó khăn này, không phải ai cũng có cơ hội đâu. Nhưng mà liệu sau này em có liên quan tới chữ ký này hay không? Mọi việc tôi sẽ chịu trách nhiệm, không có liên quan gì tới cậu. Sao? Cậu có làm không? Hay để tôi kêu mấy thằng ngoài kia vô làm? Dạ dạ, thôi được rồi, để em làm. Được rồi đó. Cậu ký vào đây, đếm chữ ký lấy tiền, tôi sẽ trả đủ cho cậu.
Cô vào phòng tôi. Dạ. Cô đem trả toàn bộ hồ sơ này về phòng quản lý kinh doanh. Tôi đã kiểm tra xong. Dạ, thưa tổng giám đốc. Ba à, chiều nay ba nhớ về sớm nha ba. Con sẽ đãi ba một món rất ngon. Con gái chiêu đãi ba món gì mà nghe hấp dẫn vậy? Là món bún bò Huế, món ruột của bà nội đó. Bà nội truyền bí quyết cho mẹ. Con chỉ là người khởi xướng đi chợ thôi. Vậy được, ba sẽ tranh thủ về sớm. Mẹ con nấu món gì á cũng không có thua bà nội đâu. Vậy nha ba, con sẽ chờ ba. Ừ, bye bye cục cưng. Cô Tiết ngoan nha, để mẹ yêu á, phụ với bà ngoại nấu cơm. Tí nữa ngoại về sớm rồi nha. Dạ. Ừ, ngoan lắm. Chắc chắn là hai đứa nó đang liên kết với nhau để trả thù ông ấy. Mẹ, xong chưa mẹ? Xong rồi. Mẹ, lại có chuyện gì hả mẹ? Sao từ hôm qua con cứ thấy mẹ buồn hoài à? Đâu có gì đâu con. Hay là mẹ bị bệnh? Mẹ có hơi mệt một chút. Trời ơi, con thiệt là vô tâm. Biết mẹ mệt như vậy á, con đâu có bắt mẹ phải nấu món bún bò này. Không sao, mẹ chỉ mệt chút thôi. Ăn hai ba gì? Ê, cô Tít. Nhớ ba không? Dạ nhớ. Mẹ đâu? Dạ mẹ trong nhà. Hùng ba cái coi. Chờ chơi tiếp nha. Dạ. Thưa mẹ, con mới về. Anh về rồi nè. Chồng em ngoan thiệt đó, về rất là đúng giờ nha. Dứt vợ gì trời mà. Mẹ. Sao mắt mẹ đỏ vậy? Mẹ lại khóc nữa hả? Không có gì đâu. Con đi tắm đi rồi xuống ăn. Dạ. Ba và anh hai về chưa em? Anh hai về rồi, nhưng không biết sao á, ảnh cứ nằm trên phòng, còn ba thì đang trên đường về. Chắc là anh hai mệt, dạo này công việc nhiều lắm. Thôi anh đi tắm đây. Cậu phải cho người canh gác cẩn thận. Được, chỉ cho bà ta uống chút nước thôi, cưa bò đói. Đêm nay tôi sẽ qua đó. Anh Đức Khánh hả? Cái nhà bên quận 3, bên anh giải quyết tới đâu rồi? Không được kéo dài hơn nữa, cứ ép nó vô thế đi. Một là trả dứt nợ, hai là giao nhà.
Tôi cho anh 3 ngày nữa giải quyết vụ này. Nếu không xong á là tôi cắt. Được, cứ vậy đi. Tôi tăng thêm 10% nữa cho bên anh. Dạ thưa ba mới đi làm về. Ăn đi con. Con 13 tô ngon nhất đó. Cảm ơn con. Con cảm ơn mẹ. Dạ chồng ạ. Ủa, anh hai định đi đâu vậy? Anh không ăn đâu. Thưa ba, thưa mẹ, con ra ngoài có chút chuyện. Sao vội vậy, không ăn một miếng rồi hẳn đi? Sống không có nề, có nếp gì hết. Tới bữa ăn, cả nhà đang chờ mà dám bỏ đi. Giờ này ra ngoài làm cái gì? Con đang khó chịu trong người, nên đang không vui. Con có hẹn với bạn. Con xin lỗi ba mẹ. Cả nhà ăn ngon miệng nghe. Anh hai phụ công của mẹ với em nấu từ sáng giờ. Anh hai ăn đi. Để lại cho anh một tô đi. Lát nữa anh về rồi anh ăn. Dạ. Chào cả nhà. Đúng là không ra cái gì hết. Bà nuông chiều con trai bà vừa thôi. Có ngày á, nó leo lên đầu mọi người nó ngồi. Con mời ba mẹ. Thôi cả nhà mình ăn đi cho nóng. Nếu không là phụ lòng mẹ và Kim Ngân chuẩn bị từ sáng tới giờ. Cậu cho người canh gác trước cổng luôn. Tôi nghi là Thành Thiên con trai tôi nó đang tới đó. Nhất quyết không cho nó vào nhà. Cứ nói là tôi dặn để cho bà Duyên dưỡng bệnh. Tôi sẽ tới liền. Tối rồi anh còn đi đâu nữa vậy? Bà bắt đầu quản tôi từ lúc nào vậy? Thành Thiên, nếu có làm gì không phải, em xin anh bỏ qua cho con. Thằng đó không phải là con tôi. Bà không thấy sao? Dạo này nó trở mặt không coi tôi ra gì. Hay là bà đã nói cho nó nghe hết sự thật, rồi hai người đang cấu kết để phản lại tôi? Sao anh có thể nói như vậy với em? Anh biết là em đứng ở giữa rất khó xử. Một bên là chồng, còn một bên là con. Em chỉ cầu xin hai người sống hòa hợp với nhau. Sao em có thể dạy con chống lại anh được chứ? Nếu thật sự có ngày xảy ra chuyện, thì bà phải đứng về phía nào? Đừng bắt em phải lựa chọn. Tất cả mọi chuyện rắc rối xảy ra ngày hôm nay là do bà. Bà tạo nghiệp thì bà phải gánh nghiệp. Hãy chống mắt lên coi. Tôi sẽ dạy cho thằng con Quang đó một bài học nhớ đời. Anh, đừng mà anh. Em xin anh, xin anh dừng tay lại đi. 3 năm Thành Thiên ở trong tù là quá đủ rồi. Anh đừng hại con trai em nữa. Em xin anh. Cuộc chiến này phải có một người tử. Thằng Thiên có tới đây không? Dạ, em cho đàn em đứng canh rải rác ngay trước cổng. Nhưng không thấy đứa nào báo cáo gì hết. Kỳ lạ. Vậy nó đi đâu có vẻ nôn nóng vậy? Chú Kiên hả? Có theo dõi thằng Thạch Thiên không? Bây giờ nó đang ở đâu? Dạ thưa anh, lúc nãy nó đi xe máy chạy lọc vòng trong mấy con hẻm nhỏ.
nên đàn em của em đã bị cắt đuôi rồi. Mẹ nó, tụi bay làm ăn cái kiểu gì vậy? Dạ. Hả? Cậu bị theo dõi gắt lắm hả? Tôi về liên lạc tới 2 ngày rồi mới gặp được cậu. Em biết ông ta đang cho người bám sát theo chân em, khó khăn lắm em mới cắt đuôi được tụi nó. Cậu không cho tôi gặp bên ngoài nên tôi đành hẹn cậu tới căn nhà rách nát này. Cậu thông cảm cho tôi nha. Anh đừng nói vậy, em không quý anh thì đã không tới, tới rồi thì coi như là anh em. Anh vừa mới ra tù thôi nên cũng còn te tua lắm, cho nên anh đãi chú bữa rượu lạc này vậy. Anh cứ cầm lấy chi tiêu, đừng nghĩ ngợi gì hết. Tôi chưa làm được gì cho cậu thì làm sao tôi lại dám nhận tiền? Em có việc giao cho anh đi. Nếu anh làm được chuyện này, tiền bạc không thành vấn đề. Cậu muốn tôi phải làm gì? Tôi muốn anh lấy mạng một người. Con xin mẹ hãy quá giải hận thù của những người đàn ông trong căn nhà này. Con thật bất lực khi không thể ngăn cản họ dừng tay lại. Con biết rồi ngày mai mọi chuyện tồi tệ sẽ trút xuống gia đình con. Nếu có thể đổi lấy sự bình yên cho những người thân trong gia đình con thì dù có giảm đi 10 năm tuổi thọ, con cũng xin chấp nhận. Lúc đầu tôi chỉ muốn tống ông ta vào tù, với bao nhiêu tội danh của ông ta cũng đủ một xương. Nhưng chờ đủ chứng cứ phải mất thêm một thời gian nữa. Cái điều quan trọng là ông ta đã biết được âm mưu của cậu. Nếu mà không ra tay trước thì có nghĩa là... lắm hả? Một miếng nước thôi mà bà phải gian xin tôi như vậy, có thấy nhục nhã không? Cho tôi miếng nước, tôi sắp chết rồi. Muốn uống hả? Được, tôi sẽ cho bà uống. Nhưng trước hết đó, bà phải khai ra có phải bà với thằng Thành Thiên và thằng Đại đang cấu kết chống lại tôi không? Tụi nó đã biết được những gì? Cả hai đang tìm cách trả thù ông. Tụi nó đang tìm bằng chứng để chống lại ông. Bà đó đã cung cấp tin tức gì cho tụi nó? Ông cởi trói cho tôi, cho tôi miếng nước. Rồi ông muốn tôi nói gì tôi cũng nói hết. Bà nói thiệt nha. Tôi hứa.
Chỉ cần bà ngoan ngoãn nghe tụi lời tôi thì cửa thiên đàng đã ở trước mặt. Còn bà mà chống tôi thì chỉ có nước xuống địa ngục. Bà nghe rõ chưa? Làm ơn cho tôi ăn. Bà muốn ăn tô mì hả? Dễ lắm, đâu gì đâu khó. Muốn ăn á, đọc mật khẩu email của bà cho tôi. Muốn lấy mật khẩu email của tôi làm gì? Định thầy tôi viết thư tuyệt mệnh đúng không? Bây giờ bà có muốn ăn tô mì này không? Hay là để tôi đổ đi à? Muốn ăn. Trước sau gì tôi cũng biết mình sẽ có kết cục thê thảm. Nhưng tôi không muốn chết đói. Tốt. Mật khẩu của tôi là duyên 7502. Cho tôi ăn đi. Bà nói tôi nghe đây lần nữa tôi nghe không có rõ. Duyên 7502. À. Đưa tay cho tôi. Từ từ thôi, để mắt nghẹn đó. Dạ, dạ, chào ông chủ. Chào. Bà ăn sao vậy? Dạ tụi em không biết à. Ông đã bỏ gì vào tô mì? Tôi bỏ gì là chuyện của tôi. Nhưng mà bà tự nguyện ăn mà. Tôi đâu có ép bà đâu. Giết người, đồ bảo lãnh. Tất cả những kẻ đã phản bội tôi đều phải nhận kết cuộc như vậy. Bà cũng không ngoại lệ. Chào anh. Chào anh. Các cậu làm nhanh gọn lẹ, đốt cái xác bà ta trước, sau đó đốt căn nhà luôn, tạo hiện trường giả như một vụ hỏa hoạn. Dạ. Dạ. Mày canh cổng, mày xách bình xăng theo tao. Dạ.
cưới sao? Đốt, phi tan cái xác, làm nhanh, rút khỏi nhà. Dạ. Tối qua nội ngủ ngon không nội? Nội ngủ không được con. Lúc trước nội đi máy bay thường không sao, mà bây giờ mỗi lần máy bay lên xuống nội khó chịu quá. Vậy mai mốt ba phải chịu khó đi chơi nhiều hơn nữa cho nó quen lại. Hay là để con mua vé cho ba bay qua Úc chơi với cô ba. Từ từ rồi tính con. Ba còn về quê nội để sắp xếp một số công việc nữa. Dạo này cô Tiết đi học rồi, con rảnh cả ngày lận. Hay để con đưa nội đi chơi ha. Nội muốn đi đâu con sẽ lấy xe chở nội đi ha. Nội mà đi đâu nữa con ơi. Mà nếu có đi, chỉ đi thăm mấy ông bạn già của nội thôi. Công việc của mấy cha con bây sao rồi? Tốt chứ. Dạ thưa ba, mọi chuyện cũng tốt. Cũng nhờ có hai đứa nó phụ con cho nên mọi việc đều ổn. Vậy là tốt rồi đó. Nội cũng yên tâm. Hai đứa nhớ theo ba con học hỏi. Sau này ba con về hưu thì cũng giao lại cho hai đứa quản thôi à. Nội yên tâm. Hai anh em con lúc nào cũng hết lòng vì công việc. Với sự quản lý của ba thì sự nghiệp của gia đình mình chắc chắn sẽ đi lên. Bây giờ ông nội cứ lo an hưởng tuổi già đi. Anh hai và chồng con là cánh tay đắc lực của ba. Con còn mong gia đình mình luôn hạnh phúc vui vẻ như vậy nè. Nhà mình là số 1 hả ba? Alo, tôi nghe đây. Cái gì? Chuyện xảy ra khi nào chị? Sao? Cô nói cái gì? Nghe nói mấy bữa nay cô Duyên á, cô không có đi làm. Bà có biết tại sao cô không đi làm không? Không biết. Chỉ là tổng giám đốc nói với tôi á, cô Duyên đã bị bệnh nên phải nghỉ ở nhà vài hôm thôi. Nghe nói á, là cổ chết cháy, là tự sát hay là sự cố chập điện cháy nhà vậy? Không biết. Bên công an đang điều tra. À, nhưng mà nghe nói á, cái xác cháy đen hả? Không nhận ra mặt mũi gì hết trơn. Tại sao lại như vậy chứ? Ghê quá. Mẹ tôi nói gieo nghiệp thì phải trả nghiệp. Mà cô Duyên lúc còn sống cũng làm nhiều chuyện ác lắm, cho nên bây giờ mới có kết cục như vậy thôi. Thì tôi cũng biết. Chị Duyên là người phá hoại hạnh phúc gia đình của tổng giám đốc. Trong công việc thấy bà cũng khiếp lắm. Thấy bà giàu sụ như đại gia. Có chuyện gì vậy con? Sao cha con bây có vẻ căng thẳng vậy? Người ta báo nhà cô Duyên cháy đêm hôm qua. Giờ cô Duyên đã qua đời rồi. Trời, sao có chuyện vậy? Nam mô A Di Đà Phật. Tội nghiệp cô Duyên quá. Sao cô ấy lại chết thảm như vậy? Cháy nhà là sự cố hay là có người cố tình phóng hỏa? Vẫn chưa biết được. Rồi đi công an sẽ điều tra ra nguyên nhân thôi. Bà cũng hy vọng công an sẽ điều tra ra sự thật. Còn phải đi tới đó để coi sao. Dù sao cô Duyên cũng là nhân viên kỳ cựu của em Tri Bang, cũng là bạn thân của con. À, thôi con đi đi, có chuyện gì về báo cho ba biết. Dạ. Thưa nội, thưa mẹ,
Chắc cậu chính hai cũng phải đi. À, thôi con đi đi. Thôi nội tôi mẹ con đi. Anh đi làm, em ở nhà lo cho mẹ, đừng có đi đâu nha. Dạ, anh đi cẩn thận nha. Mẹ à, con biết mẹ buồn vì tin cô Duyên mất. Chờ mọi việc xong, con sẽ chở mẹ tới thắp nhang cho cô ấy. Con nghe nói là mẹ và ba và cả cô Duyên nữa là những người bạn thân của nhau. Cái chết của bà Duyên nhất định có bàn tay của ông ta nhúng vào. Anh có chắc như vậy không? Tôi dám quả quyết với cậu là như vậy. Nếu sự thật là như vậy thì mọi chuyện đã đi đến đỉnh điểm. Nếu như chúng ta không ra tay trước thì người tiếp theo sẽ là anh em mình. Mình ra ngoài bàn đi. Mẹ đang chú ý tới tôi và cậu. Con cậu xin trời Phật phù hộ cho gia đình con được bình yên. Cái chết đột ngột của bà Duyên khiến tôi rất sốc. Tôi và bà ấy vốn là bạn học trước kia. Dạ, chuyện này cũng rất bất ngờ đối với em. Sao chị Duyên lại chết cháy như vậy chứ? Bên công an đã khám nghiệm hiện trường. Căn nhà cháy rụi nên cũng không biết là tai nạn hay là cô đã tự sát nữa. Vào đi. Tổng giám đốc. Chào chú. Anh có nhận được email của bà Duyên gửi chưa? Mail? Mà là mail nào? Gửi bao giờ? Là bức thư tuyệt mệnh bà ta đã gửi tối qua trước khi tự sát. Cái gì? Bà ấy gửi thư tuyệt mệnh cho ông à? Không riêng gì tôi, mà cả các thành viên hội đồng quản trị đều nhận được email này. Họ đang trên đường tới đây họp gấp đó. Để tôi kiểm tra mail xem. Tối hôm qua tôi hơi mệt nên ngủ sớm, không hề hay biết cái gì hết. Trời ơi, vì chuyện này mà bà ấy tự sát. Tôi cũng đã phát hiện ra được thất thoát của ngân hàng, nhưng đang đợi bà giải trình. Trời ơi, với con số lên tới hơn 500 tỷ đồng, làm sao bà ta giải trình cho nổi? Chỉ có cái chết mới giải thoát cho bà ấy thôi. Bà ấy thiệt là bậy quá. Có chuyện gì mà không giải quyết được? Sao lại chọn cái chết như vậy? Lỗi cũng tại tôi một phần. Tôi tin tưởng, tôi giao cho bà ấy nhiều quyền hạn. Bà ấy đã lạm dụng chức quyền, trục lợi cho bản thân, cho nên mới ra nông nổi này. Bà ấy chết thì đã yên phần rồi, nhưng số tiền này phải giải quyết làm sao đây? Đại nạn của em đi băng rồi. Mọi chuyện chúng ta tính sau đi. Quan trọng là lo hậu sự cho bà ấy. Cô ra đánh máy rồi thông báo với công ty, cùng nhau đóng góp để lo tang lễ cho bà Duyên. Dạ, tổng giám đốc, em xin phép ra ngoài. Dạ, con chào chú. Tổng giám đốc, anh nói đi, có phải là bà Duyên có vấn đề tài chính với MT Bank không? Bà ấy làm gì mà biển thủ số tiền lớn như vậy? Tôi biết bà ấy chơi cổ phiếu, gần đây thua lỗ nhiều lắm. Bà Duyên đã lợi dụng chức quyền của mình để lừa đảo một số công ty và ngân hàng khác và một số cá nhân với số tiền rất lớn. Trong đó, việc làm hồ sơ giả chữ ký của tôi và lừa MT Bank một số tiền không nhỏ. Trời ơi, sao tổng giám đốc lại che giấu chuyện này? Thì ông cũng biết mối quan hệ của tôi và bà ấy.
Khi phát hiện ra tôi đã làm việc và bà ấy đã hứa là sẽ khắc phục hậu quả và nộp lại số tiền trên. Nhưng tôi mềm lòng, cho bà một thời gian. Bây giờ, tôi cũng chưa biết cách nào để trình bày với hội đồng quản trị. Cái chết của bà ấy, cộng với chuyện này, thế nào công an cũng vào cuộc. Chuyện đó bây giờ cứ để cho pháp luật giải quyết. Bây giờ lòng tôi rối bời trước cái chết thảm của bà ấy. Dạ chào anh tìm ai? Xin lỗi, có bạn ở nhà không? Dạ, vậy mời anh vô nhà. Dạ, mời anh ngồi chơi, để em lên gọi ba em. Cảm ơn. Nhà cậu có ai bệnh à? Sao không điện thoại mà lại tới tận đây? Dạ, nhà tôi và mọi người vẫn khỏe. Tôi tới đây là có một chút việc muốn hỏi bác sĩ. À, mời ngồi. Tôi biết bác sĩ có một mối quan hệ rất thân tình từ lâu với gia đình của tôi. Chính ba tôi là người đã bỏ tiền ra để chữa chạy căn bệnh hiểm nghèo, cứu cô con gái duy nhất của ông. Ơn này của cha cậu tôi không bao giờ quên. Lần trước gặp bác sĩ đi chung với ba tôi tới nhà bà Duyên, tôi thấy có nhiều điều rất kỳ lạ. Hôm nay tôi muốn hỏi bác sĩ vài điều. Cậu biết tôi đã là bác sĩ riêng của gia đình cậu rất nhiều năm. Giữa ba cậu và tôi đã có một mối ân tình. Vì vậy xin cậu đừng làm khó tôi. Nhưng tôi cần biết sự thật. Nỗi cô liên quan tới một mạng người. Chuyện này rất quan trọng đối với tôi. Xin ông giúp cho. Ông cứ giờ như là khám bệnh cho bà ấy. Nhưng thực ra, ông được chạm vào người bà ta. Sau đó, nói đại một cái bệnh với thằng con trai tôi cho nó yên tâm. Tại sao tôi phải làm như vậy? Xin ông giúp cho. Đừng hỏi nhiều. Rồi tôi sẽ giải thích với ông sau. Bây giờ thì đi theo tôi. Dạ. Chuyện quái quỷ gì xảy ra với mình vậy? Người đàn bà này vẫn còn sống hay đã chết? Thưa bác sĩ, có phải bác sĩ đang nhớ lại những chuyện kỳ lạ xảy ra ở nhà người phụ nữ đó không? À không không, tôi không nhớ, không nghĩ gì hết. Tôi không muốn làm khó bác sĩ. Chỉ xin bác sĩ làm ơn cho tôi biết, hôm qua tôi đưa bác sĩ tới nhà người phụ nữ đó, bác sĩ có thấy dấu hiệu bất thường gì của bà ta không? Có đúng là bà ta chỉ bị sốt siêu vi như bác sĩ đã khám không? Tôi xin cậu, cậu hãy để cho tôi yên. Tôi không có gì để nói với cậu hết. Cậu về đi. Bác sĩ, nhất định ba tôi đã khống chế bác sĩ. Mọi việc không đơn giản như tôi đã nhìn thấy. Bác sĩ có biết người phụ nữ đó đêm qua đã bị chết cháy, phải tự sát hay bị người ta giết rồi đốt nhà phi tang dấu vết? Trời. Dạ, Thành Thiên đang ở nhà bác sĩ Bảo. Dạ dạ, em biết rồi, sẽ bám sát 24/24.
chú phải đích thân bám sát tụi nó. Nó làm gì, gặp ai thì phải báo liền cho tôi. Nếu để mất dấu nó như mấy ngày trước thì đừng có trách tôi. Dạ đại ca. Mày dám đối đầu với tao sao? Người tiếp theo sẽ là mày. À, đúng là cậu có đến đây nhưng mà không có khám bệnh. Vậy con trai tôi muốn gì ở ông? Ông đã nói gì cho nó? Cậu ấy có hỏi một số việc đã xảy ra ở nhà người phụ nữ đó. Rồi ông trả lời sao? Không không không, tôi không có nói gì hết. Tốt, cảm ơn ông. Ông nhớ lời tôi dặn, không được nói cho ai biết chuyện này. Nếu công an có hỏi ông thì cứ khai như tôi đã dặn, nhất quán trước sau như một. Ông sẽ tránh được nhiều phiền phức. Dạ, tôi biết, dạ tôi biết. Cảm ơn ông. Có gì tôi sẽ liên lạc với ông sau. Dạ chào anh. Vào đi. Dạ thưa tổng giám đốc, có hai anh công an muốn gặp tổng giám đốc ạ. À, mời họ vào. Dạ. Mời hai anh uống nước. Cảm ơn ông. Chúng tôi đã làm phiền ông, nên để không mất thời gian, xin đi thẳng vào vấn đề. Dạ được. Chắc ông cũng biết về cái chết của bà Duyên, nhân viên ngân hàng MT Bank. Tôi cũng vừa biết sáng sớm nay. Thật là bất ngờ đối với tôi. Bà ấy là nhân viên kỳ cựu của MT Bank và cũng là một người bạn học rất thân của tôi. Tôi xin chia buồn với ông, vì ông vừa là cấp trên và cũng là mối quan hệ bạn bè thân thiết với bà Duyên. Chúng tôi muốn ông cho biết một số thông tin về cá nhân cũng như công việc hiện tại của bà Duyên tại đây. Tôi sẵn sàng hợp tác với các anh, không có vấn đề gì. Hiện nay cơ quan công an điều tra chưa có kết luận gì về cái chết bất thường của bà Duyên. Bà ta tự sát hay là cháy nhà do sự cố, hoặc có người cố tình đốt nhà. Nên chúng tôi cần thẩm tra một số mối quan hệ của bà Duyên. Xin ông cho biết, tối hôm qua từ 7 giờ đêm đến sáng, ông đã ở đâu? Tôi ở nhà, không ra ngoài cho tới sáng. Thời gian gần đây nhất, ông có thấy biểu hiện gì bất thường ở bà Duyên không? Đúng là có. Nhưng cũng tại tôi nể tình nên đã bao che cho bà ấy. Ông có thể nói rõ hơn được không? Bà Duyên đã làm thất thoát một số tiền lớn của ngân hàng MT Bank. Tôi cũng mới phát hiện thôi. Nhưng bà ấy xin tôi cho một thời gian để bà ấy khắc phục hậu quả. Tôi đã nể tình nên sáng nay có người báo là bà ấy đã để lại thư tuyệt mệnh. Tôi mới biết bà ấy đã chọn cái chết để giải quyết chuyện nợ nần. Thư tuyệt mệnh? Ông nói vậy là sao? Bà Duyên đã gửi thư cho ông trước khi chết? Không, không chỉ gửi cho một mình tôi. Bà ấy còn gửi cho một số người trong hội đồng quản trị. Chính ông Đoàn là người báo tin cho tôi biết. Lúc đó tôi mới mở mail kiểm tra thì mới biết. Vậy ông có thể sao chép và gửi cho chúng tôi bức thư đó được không? Được chứ. Cái chết của bà Duyên còn đã nằm trong vòng điều tra. Chúng tôi cần ông đến cơ quan công an để hỗ trợ cho chúng tôi. Tôi luôn sẵn sàng. Lúc nào cần, các anh cứ gọi. Tôi dám chắc, cái chết của bà Duyên có bàn tay của ông ta nhúng vào. Tôi vừa đi gặp bác sĩ Bảo, người có mặt hôm đó cùng với tôi ở nhà bà Duyên. Rồi anh có thu thập được gì không? Không, ông ấy nhất quyết không nói. Nhìn thái độ của ông ta rất kỳ quặc, tránh né và sợ hãi. Chắc chắn bác sĩ Bảo đã bị ông ta khống chế rồi. Tôi cũng nghĩ vậy. Công an đã vào cuộc, trước sau gì mọi việc cũng được sáng tỏ. Nhưng tôi chỉ sợ tới lúc đó thì muộn rồi. Ông ta sẽ có nhiều thời gian để chạy tội.
Điều em lo lắng nhất là ông ta sẽ ra tay với mình. Anh đã tìm được người nào chưa? Ông ta tới rồi kìa. Điều em lo lắng nhất là ông ta sẽ ra tay với mình. Anh đã tìm được người nào chưa? Ông ta tới rồi kìa. Chào anh. Chào chú. Dạ chào anh. Mời anh ngồi. Đây là anh Phong. Còn đây là Đại, em rể của em. Dạ em chào anh. Nghe anh hai em kể với anh đã lâu, hôm nay mới có dịp được gặp mặt. Chào chú. Là người nhà hết rồi, đừng có khách sáo làm gì. Bây giờ chúng ta cứ đi thẳng vào công việc đi. Hai thằng mày vô trong, tìm góc nào tốt nhất để có thể chụp hình được. Tao không vô vì chỗ này vắng, thằng Thiên có thể nhận ra tao. Dạ đại ca yên tâm, đại ca đứng đây chờ em. Dạ. Em đi nghe. Đi mày. Đi. Mình qua bên này đi. Đó là ông ta. Lộ trình đi làm cô mấy thường ngày, bắt đầu buổi sáng là đến ngân hàng, sau đó hay ra ngoài để giải quyết một số công việc. Về đêm, ông ta luôn có những buổi tiệc tùng ăn nhậu với đối tác. Ông ta luôn luôn có vệ sĩ đi kèm để bảo vệ. Anh phải lên một phương án thật chặt chẽ, đề phòng ông ta phản đòn khi ra tay. Tôi biết, đơn đặt hàng này cũng không phải là đơn giản, vì ông ta là người có chức quyền, và cũng là người có quyền lực ngầm trong giới giang hồ. Nếu muốn hạ ông ta cũng không phải là chuyện dễ. Anh nói đi, chi thêm bao nhiêu tụi em cũng sẵn sàng. Điều quan trọng nhất là thời gian. Chúng ta ra tay trước thì sẽ thắng thôi. Còn nếu không, ông ta sẽ quật ngược lại, chúng ta sẽ chết cả đám. Tôi đã liên hệ với mấy tay giang hồ có máu mặt ở bên Campuchia rồi. Khi nào mà làm xong việc á, thì tụi nó rút qua biên giới luôn. Coi như là không liên lụy tới mình. Nhưng có điều là chung chi cũng hơi đậm. Không thành vấn đề. Chỉ cần anh hạ được ông ta, thì tài sản sẽ lọt vào tay của anh hai và vợ của em. Đến lúc đó, tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ thôi. Với em, chỉ cần trả được thù cho đứa em gái tội nghiệp đã bị ông ta hại chết, thì mọi chuyện còn lại không quan trọng. Chúng ta đang bị theo dõi. Có hai thằng đang dùng điện thoại quay lén và chụp hình. Cứ ngồi im, đừng dòm ngó xung quanh. Cứ coi như là không có gì xảy ra, để tôi xử lý cho. Vô. Cậu Thiên, cậu quan sát xem họ ngồi đâu, rồi báo vị trí cho tôi. Có tất cả bao nhiêu người? Có hai thằng. Bạn tụi nó ngồi cách xa mình khoảng 6-7 mét gì đó, về phía bên trái, sau một lùm cây. Toilet quán này nằm ở đâu? Anh đứng lên, đi thẳng ra đằng sau. Tôi sẽ đi vòng ra phía sau. Khi nào mà cậu thấy tôi xuất hiện sau lưng tụi nó, cậu nhớ tiếp ứng cho tôi nha. Dạ. Em còn quen lắm với những việc như vậy. Cậu đừng lo, cứ ngồi đi, để tôi và Phong xử lý. Vô. Ê, mày cẩn thận nha, coi chân bị phát hiện bây giờ đó. Mày đừng lo, ở đây cây cối ụp sầm mà, dễ gì phát hiện được. Ê, ê, hình như có một thằng đi toilet. Tao biết rồi, từ nãy giờ quay lưng không mà. Để ổng vô đi, rồi tao quay mặt ổng.
Bà cực công nấu như vậy, không biết có ai về ăn không nữa. Chiều thứ bảy, hy vọng ông và con hai sẽ về ăn mà. Đàn ông nhà này á, có phước mà không biết hưởng. Đâu dễ có một người vợ, một người mẹ biết chăm sóc gia đình như bà đâu. Hình như là ông về á, để con ra coi. Ngoại về rồi kìa con, ra đón ngoại đi tiếp. Gì? Thằng chó con của ngoại, con có thích chiếc xe này không? Dạ thích. Ừ. Nhưng ông ngoại ơi, ừ? Mình muốn ông ngoại mua cho con chiếc xe to lắm vậy nè. Con chiếc xe này mới chở mẹ đi được. Ừ. Chó con của ngoại có ngoan không nè? Ừ. Ông ngoại hứa mai mốt sẽ mua cho cục vàng chiếc xe bự như xe của ông ngoại ha. Dạ. Nhưng mà có chở ông ngoại đi con không? Chở ông ngoại với ba mẹ. Ừ. Con chở bà ngoại với lại còn hai nữa. Dạ anh mới về. Cô Tiết xuống đi con. Con đi chơi cho ngoại nghỉ ngơi ha. Dạ. Dạ anh vô nghỉ ngơi rồi đi tắm đi. Em chuẩn bị cơm nước xong rồi. Hôm nay thứ bảy hết giờ làm việc rồi. Sao hai đứa kia chưa về nhà? Dạ con gọi rồi. Anh hai và chồng con đang đi công việc. Hai người đó sẽ tranh thủ về nhà ăn cơm ạ. Cô Tít không có nghịch con. Hết giờ làm việc rồi. Hai thằng đó đi đâu? Tụi nó đang cấu kết để chống lại tôi. Bà biết rõ chuyện này phải không? Nó còn đồng bọn bên ngoài đó. Chú làm ăn cái kiểu gì vậy? Giải tán cái đám đàn em ăn hại đi. Lúc đó em không ra mặt vì sợ thằng Thiên phát hiện ra em. Nhưng cũng không ngờ xuất hiện một gã đại ca dỗ dỗ như vậy. Hai đứa tụi nó đánh không lại. Em nghe hai đứa đó nói, thằng Thiên cũng thành thạo đánh đấm lắm. Chú không nhận ra mặt gã kia là ai sao? Dạ, máy điện thoại của tụi nó bị lấy đi nên không còn hình ảnh gì hết. Chết tiệt, toàn bộ đồ ăn hại. Bằng mọi giá phải tìm hiểu người mà thằng Thiên đang qua lại là ai. Tôi cho chú 24 giờ, sau đó báo lại kết quả cho tôi. Dạ em biết rồi. Có chuyện gì vậy anh? Về mà hỏi thằng con trai yêu quý của bà. Được, nó muốn chơi với tôi. Trước kia tôi tống nó vào tù được, thì bây giờ chuyện đó có xảy ra một lần nữa thì cũng đâu có gì khó. Đủ rồi, anh dừng tay lại đi. Anh không thể hại con em thêm một lần nào nữa. Em sẽ không để cho chuyện đó xảy ra nữa đâu. Bà có biết bà làm tôi đau lắm không? Nhìn vô mắt bà, tôi đã hiểu ra mọi việc. Trong lòng của bà chỉ có nó. Tôi chỉ là một kẻ thừa trong cuộc đời của bà, có đúng không? Chồng là người rất quan trọng, nhưng với người phụ nữ, con cái mới là tất cả.
Em có thể chết vì con. Bà sẽ phải hối hận vì sự chọn lựa ngày hôm nay. Thưa ba, con mới gì? Ngoan. Anh hai á, với anh Đại vô tắm đi. Cả nhà đang chờ cơm đó. Để em vô phòng rồi mời ông nội ra ăn cơm. Dạ thưa ba, con mới về. Cô Tiết nè, ở nhà có ngoan không? Dạ có. Con ngoan lắm nên ba làm người con cỡ đi ba. Ừ. Con hư ghê đó, ba đi làm về mệt rồi, để ba nghỉ ngơi chứ. Rồi, ba làm người con cỡ nha. Ngày mai con bay ra Đà Nẵng giải quyết hồ sơ này cho ba. Chi nhánh ngoài đó mới thành lập, nghiệp vụ vẫn còn yếu, nên ba muốn con ra đó một chuyến. Sao gấp gì ba? Lẽ ra ba phải đích thân đi giải quyết, nhưng kẹt công việc ở đây, phải tiếp một số đối tác lớn từ Singapore qua, nên ba mới nhờ tới con. Con cần thời gian để nghiên cứu hồ sơ. Không cần đâu, con cứ đọc trước. Ra ngoài đó có phòng nghiệp vụ hỗ trợ, chỉ cần con coi hồ sơ, khảo sát phía khách hàng cho dây. Nếu thấy ok thì con cứ quyết định. Dạ. Thôi con về chuẩn bị đi. Ba đã cho thư ký đặt vé máy bay cho con rồi. Dạ, thưa ba con đi. Ừ. Anh hai. Ủa, cậu cũng ở đây hả? Ông ta giao cho em bay ra Đà Nẵng để giải quyết một số hồ sơ. Ông ta cũng mới vừa gọi cho tôi. Anh vào đi, còn ông ta muốn gì đó anh? Ừ. Vào đi. Dạ thưa ba, cho gọi con. Con ngồi đi. Dạ. Con có biết công ty xây dựng An Bình không? Dạ. Có phải công ty đó vay của em Tiên Bang 150 tỷ cho việc đầu tư xây dựng dự án resort An Bình Đà Lạt không ba? Đúng rồi đó con. Nhưng hiện nay dự án đó đang chừng lại vì ảnh hưởng kinh tế toàn cầu. Họ mất khả năng chi trả cho em Tiên Bang. Bên đó đề nghị bán lại một số lô đất vàng để cấn trừ nợ. Ba bận không có đi được. Thứ tư, con thay mặt ba bay lên đó xem đất, thẩm định giá. Nếu ok thì con đứng tên mua lại cho ba. Thứ tư này con có một cuộc họp rất là quan trọng bên công ty của con. Để tuần sau con đi được không ba? Con nên dời cuộc họp lại, chuyện này quan trọng hơn. Nếu không thu hồi được nợ xấu thì em Tiban sẽ rơi vào tình trạng bế tắc, không lối thoát. Dạ con biết rồi. Vé máy bay thư ký đã đặt, con lên tới sân bay Liên Khương sẽ có người đón con. Dạ. Nếu ba không còn dặn dò gì nữa, con xin phép về công ty làm việc. Mọi việc cậu lo có ổn không? Tôi đang chuẩn bị lên Đà Lạt đây. Nhìn bề ngoài em thấy bình thường, nhưng suy nghĩ kỹ lại em thấy có gì đó kỳ kỳ. Tại sao ông ta lại phân công cho anh em mình đi công tác xa vào lúc này chứ? Ông ta đang có ý đồ gì? Có lẽ sợ tôi và cậu ở nhà điều tra cái chết của bà Duyên, nên ông ta điều đi cho qua đám tang. Dù gì tên cũng nhớ cẩn thận. Ông ta là một con cáo già, khó mà đoán được những hành động tiếp theo của ông. Cậu cố gắng làm cho xong công việc rồi về với mẹ con Kim Ngân nghe. Chắc là tôi sẽ về sau cậu vài ngày. Ok, vậy nghe. Bye anh, có gì liên lạc sau nha. Ừ. Con nói chuyện với em rể hả? Dạ. Con đi mấy ngày mới về vậy? Dạ, con cũng không biết nữa mẹ. Chừng nào giải quyết xong công việc rồi con về.
Đà Lạt mùa này lạnh lắm, con lấy thêm áo khoác đi. Dạ, con mặc một cái bên ngoài là được rồi. Lên đó chủ yếu hưởng sự khác biệt của thời tiết mà mẹ. Cậu hai, cậu đi á nhớ mang theo mấy cái này nha. Cậu đâu có thích xài đồ khách sạn đâu. Cảm ơn Lụi nhiều nghe. Không ngờ Lụi cũng biết nhiều thói quen của tôi quá chứ. Con ở nhà mấy năm rồi, người nào thích cái gì, ghét cái gì, con biết hết á. Tôi đi vài ngày, nhờ Lụi ở nhà chăm sóc mẹ giùm tôi nghe. Cậu yên tâm, cậu khỏi cần nói, con cũng sẽ chăm sóc bà. Cậu nhớ mua hoa bất tử, về trả công cho con là được rồi. Thành Thiên, con đi đường bình an, phải nhớ những lời mẹ dặn, cẩn thận trong mọi chuyện nha con. Mẹ à, con đi công tác có vài ngày à, mẹ đừng có lo. Ra tới ngoài đó, con sẽ gọi điện thoại về hàng ngày cho mẹ. Cậu hai đi thân lộ bình an nha. Con đi nghe mẹ. Nhớ, cẩn thận nha con. Dạ. Dạ chào anh. Anh là Thành Thiên, con trai tổng giám đốc MT Bank. Xin lỗi tôi đến trễ. Chào anh. Tôi là trợ lý của tổng giám đốc An Bình. Tôi được lệnh sếp đến đây để đưa anh về công ty làm việc. Mời anh ra xe. Tôi là giám đốc kinh doanh của An Bình, phụ trách hướng dẫn anh trong chuyến khảo sát đất đai kỳ này. Mời anh lên xe. Dạ thưa anh hai, tụi em đang vào tới con đường đất đỏ. Tụi bay thấy con mồi sao rồi? Dạ, anh yên tâm, con mồi vẫn còn nguyên vẹn, trông cũng dữ dằn lắm, nhưng mà không làm gì được em đâu. Anh báo với khách hàng chuẩn bị nhận hàng. Ok. Dạ. Cái mạng của tao, họ trả tụi mày bao nhiêu, tao mua lại gấp luôn. Mày muốn thương lượng hả? Phải. Tao có thể cho tụi mày gấp đôi, chí là gấp 3 lần. Thiệt là tụi tao không biết giá, mà mày thử đoán xem cái mạng của mày đáng giá bao nhiêu. Ra giá đi. Mày im. Cái thằng này không biết xuống máy bay chưa mà không chịu nghe máy nữa.
Linh à, sao con sốt ruột dữ vậy? Đợi nó lên trên đó nó lo công việc xong rồi nó gọi cho con mà. Có phải lần đầu tiên thằng Thi nó đi công tác xa nhà đâu con? Nhưng mà lần này sao con sốt ruột quá ba ơi. Con lo không biết có chuyện gì xảy ra với nó không nữa. Con đừng có tự nhát mình như vậy. Yên tâm đi. Biết đâu giờ này nó đang bận họp, nó chưa gọi điện thoại về cho con thôi. Ông đi đánh banh nhớ về sớm ăn cơm nghe. Con ra mở cổng cho ông đi. Dạ. Ba đi đánh banh nha, lát ba về. Con á, đừng có lo lắng không đâu. Nè, chút nữa nghe, thằng Cú Tích về, nó quậy tưng bừng lên đó. Lúc đó lo cho cháu, quên lo cho con. Dạ, ba đi. Ba đi nghe. Dạ. Tiền lắm, làm giang hồ cũng phải có quy tắc riêng. Lấy một đống tiền của mày phải bán mạng của tụi tao cũng không ham. Xuống xe. Anh yên tâm, tụi tôi bảo kê vào ngoài, địa hình ở đây hiểm trở, nó không trốn thoát được đâu. Em vừa mới đi đón con về. Anh đã họp xong chưa? Anh đã ăn uống gì chưa? Anh mới về tới khách sạn, nghỉ ngơi tắm rửa xong, mới vừa đi ăn cơm về. Vậy chừng nào anh mới họp xong? Thưa bà ngoại, con mới đi học về. Anh, chút nữa em gọi lại cho anh nha. Hình như mẹ đang có chuyện gì không vui á. Mẹ, mẹ có chuyện gì vậy? Sao nhìn mẹ lo lắng quá vậy? Mẹ gọi điện cho anh con, mà sao anh con không chịu nghe máy. Không biết có chuyện gì không nữa. Anh hai con mới ra sân bay mà, từ đây lên Đà Lạt chắc cũng phải 30 phút. Giờ anh con chắc sắp cất cánh. Có thể anh tắt điện thoại trên máy bay, quên chưa mở lại đó mẹ. Điện thoại thì vẫn reo, nhưng mà anh hai con á thì không nghe. Sao lạ vậy? Để con gọi anh hai xem sao. Chuông có reo không con? Ừ. Ba cho người đưa con tới đây chắc là có chuyện quan trọng cần nói. Không cần phải đóng kịch với nhau nữa. Đã từ lâu mày đã biết tao không phải là cha ruột của mày.
tiếng kêu ba nghe gượng ép quá phải không? Vậy ông muốn tôi gọi ông bằng cái gì? Gọi cái gì cũng được, trừ từ ba ra. Tao căm ghét cái từ này xuất phát từ miệng của mày. Cho dù tao đã nuôi mày khôn lớn bằng tiền mồ hôi và xương máu của tao. Tôi cũng cảm ơn ông vì đã nuôi lớn tôi bằng lòng hận thù của ông. Mày á là nỗi bất hạnh của cuộc đời tao. Mày là cái gai mà tao đã muốn nhổ từ lâu. Cái thằng con quan như mày là sự kết tinh của vợ tao và thằng bạn thân khốn nạn kia. Sự xuất hiện của mày trên cõi đời này đã làm tan nát một gia đình vốn dĩ rất hạnh phúc. Tôi không có tội. Một đứa con không có quyền chọn cửa của cha mẹ để mà chui ra. Tội của mày là không nên có mặt trên cõi đời này. Ông thật là ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân của ông. Có bao giờ ông nghĩ tới nỗi đau của những người xung quanh ông không? Ông hành hạ người khác một cách vô cớ, ông sẽ bị quả báo. Tao làm cái gì đều có cái lý của tao, chứ không vô cớ như mày nghĩ. Tao thề sẽ không cho mày sống hạnh phúc trên nỗi bất hạnh của tao. Anh Hải, giải quyết nhanh đi anh, để có người đi qua đây. Mày á thì cũng không vừa đâu, đã cho người theo dõi tao, còn định thuê người giết tao nữa. Lẽ ra tao phải triệt mày từ lâu rồi. Ông đã cướp đi của tôi rất nhiều thứ. Tuổi thơ là nỗi ám ảnh bị rất gũi đồng rồi. Lớn lên một chút, ông đã cướp đi tình yêu đau đớn của tôi. Sau đó đẩy tôi vào cảnh tù tội. Ông đã hành hạ người mẹ tội nghiệp của tôi cả một cuộc đời. Bao nhiêu đó đủ cho tôi trả thù ông chứ? Mày sẽ không có cơ hội làm chuyện đó đâu. Nếu có ngon thì hãy chờ tao bên kia thế giới rồi tính tiếp. Giết nó đi, làm nhanh gọn lẹ. Đi, nhanh lên, nhanh lên. Tránh ra đi con, coi chừng miếng chai. Mẹ ơi, bồng ngựa bị đứt tay. Máu. Sao lại có máu ở đây? Mẹ, sao vậy mẹ? Tay mẹ bị sao vậy mẹ? Con, mẹ ơi, giữ mẹ chặt có tay sao bà. Mẹ ơi, lấy bông băng cầm máu nha. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ. Rơi xuống đây thì chỉ có tàn sát. Mẹ nó, lẽ ra cái xác nó nằm ở đây thì tôi yên tâm hơn. Hai thằng bay đúng là vô dụng, có súng trong tay mà không hại được nó. Dạ, tại nó nhanh quá, em không ngờ là nó giỏi như vậy. Tiết, con về phòng ngủ trước đi, Tiết mẹ qua với con ha. Không, con muốn ngủ với mẹ. Con muốn mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe. Ngoan, không có được nhõng nhẽo.
con đi về phòng ngủ trước đi, tí mẹ về ngủ với con, rồi mai mẹ đưa con đi chơi nha. Dạ. Ừ. Bà ngoại đang mệt, con để ngoại nghỉ nha. Bà ơi, bà chịu khó về uống miếng sữa đi, chiều giờ bà không có ăn uống gì hết á. Lụa, dắt cô Tiết về phòng giùm tôi, sữa cứ để đó cho tôi. Cô Tiết, đi theo cô về phòng, cô lấy truyện tranh đọc cho con nghe nha. Đi đi con. Mẹ, mẹ dậy uống sữa một chút đi mẹ. Con cứ để đó đi, một chút nữa mẹ uống. Ngân, con gọi điện cho anh hai đi. Dạ. Anh hai có nghe máy không con? Bây giờ thì không có tín hiệu, chuông không reo. Nhưng chắc máy của anh hai hết pin đó mẹ. Tại sao vậy? Tại sao lại không nghe điện thoại chứ? Ngân, có khi nào xảy ra chuyện gì với anh hai không á con? Mẹ chờ chút, con gọi điện thoại cho ba thử xem. Alo, ba hả? Ba đang ở đâu vậy? Ba đang bàn công việc với khách hàng ở bên quận 7. Có gì không con? Từ trưa đến giờ, ba có liên lạc được với anh hai không? Sao con và mẹ gọi hoài mà anh hai không bắt máy? Ba vừa nói chuyện điện thoại với anh hai con lúc nãy. Anh con cũng vừa họp xong. Bây giờ về khách sạn tắm rửa để chuẩn bị đi ăn tối với khách đó. Sao kỳ vậy? Ba gọi được, mà con gọi thì anh hai không nghe máy. Giờ thì á, điện thoại đâu có liên lạc được đâu. Chắc là máy hết pin chứ gì. Hôm nay anh hai con lu bu nhiều việc lắm. Chờ tối rảnh anh hai gọi lại cho con. Tối nay ba cũng về trễ một chút, phải tiếp khách cũng chưa biết chừng nào xong đây nè. Mẹ đang lo lắm bà. Bà nhắn với anh hai á, gọi về cho mẹ yên tâm nha ba. Con chào ba. Bye bye con. Ba, bà mới về, bà đã ăn uống gì chưa? Mà bà đã liên lạc được với anh hai con chưa? Khuya rồi, sao cục cưng của ba chưa đi ngủ? Ba đi nhậu với khách đó, ba cũng no rồi. Anh có liên lạc được với Thành Thiên không? Hồi chiều á, nó có gọi về báo công việc cho tôi. Tôi nghe nói Kim Ngân gọi cho nó không được. Tôi có gọi lại cho nó, nhưng mà nó tắt máy rồi. Chắc là máy hết pin. Bà có biết anh hai đang đi chung với ai trên Đà Lạt không? Hay bà thử liên lạc với người đó xem sao? Anh con á, đi công tác có một mình à. Lên công ty An Bình để giải quyết chuyện đất đai. Họp ban ngày, còn bây giờ á, thì hết giờ làm việc rồi. Anh con đi đâu hay gặp ai, sao bà biết được? Nhưng mà lạ lắm, chưa bao giờ Thành Thiên đi đâu mà không gọi về cho em hết. Sao mà lần này? Bà đừng có quản lý nó chặt quá. Nó lớn rồi, ngoài giờ làm việc, nó có quyền tự do cá nhân. Thôi, con đi ngủ đi. Bà mệt quá vì uống hơi nhiều. Bà đi ngủ nha. Dạ, con chúc bà ngủ ngon nha. Mẹ, mẹ cũng đi ngủ đi. Sáng mai thế nào anh con cũng gọi về cho mẹ mà. Mẹ đừng có lo lắng quá. Sao lòng mẹ nóng như lửa đốt, bồn chồn khó chịu. Mẹ có linh cảm là anh hai con đang gặp chuyện gì đó. Mẹ à, chắc anh hai con không sao đâu. Để con nhắn tin, sáng mai anh hai con sẽ gọi về cho mẹ. Mẹ đừng lo lắng nữa.
Con chúc mẹ ngủ ngon nha. Bà làm gì nhìn tôi dữ vậy? Anh nói thiệt cho em nghe đi, hiện giờ Thành Thiên nó đang ở đâu? Có thật là nó đi công tác ở Đà Lạt là do anh điều đi không? Bà nói như vậy là có ý gì? Bà nghi ngờ tôi làm điều gì mờ ám, hãm hại con trai bà đúng không? Em không có ý đó. Em chỉ muốn biết là Thành Thiên đang ở đâu thôi. Anh à, bà muốn kiểm tra, ngày mai ghé qua công ty xem lịch công tác của nhân viên, hỏi qua thư ký xem có đặt vé máy bay lên Đà Lạt cho con bà không. Giờ nó đang ở đâu sao tôi biết được? Nhưng mà lẽ ra nó phải gọi điện về cho em rồi. Có bận việc gì đi chăng nữa thì tớ cũng phải gọi điện về cho mẹ nó chứ. Nó lớn rồi, nó muốn làm cái gì là quyền của nó. Tôi chỉ quản nó trong giờ làm việc. Biết đâu giờ này nó đang đàn đúm với con nào, quên mất gia đình cũng là chuyện bình thường thôi. Vậy đi cưng. Cho em ngủ thêm chút xíu nữa đi. Thôi dậy đi, coi chừng trễ chuyến bay. Về Sài Gòn tha hồ mà ngủ. Cũng tại hôm qua đi bar uống nhiều quá, bây giờ dậy không nổi. Hình như á, em uống phải rượu giả rồi. Đồ nhức quá à. Thôi vô vệ sinh thay đồ nhanh lên, xuống ăn sáng uống cà phê rồi ra sân bay nữa đó. Em mà cứ mè nheo như vậy nữa, lần sau đi công tác anh không có dẫn theo đâu. Em biết rồi, chồng yêu đừng có hăm dọa em nữa, em sợ. Xin chưa. Chồng con đi rồi, còn phải dậy sớm để được cô Tít đi học. Mắt không mở lên được luôn á. Sáng nay chồng con bay về tầm khoảng 10 giờ là sẽ về tới Sài Gòn. Ủa vậy hả ba? Chắc là anh muốn làm cho con bất ngờ đó. Chứ tối qua con hỏi anh về giờ nào, anh nói còn chưa biết, vì công việc chưa giải quyết xong. Lịch làm việc ba nắm chắc mà. 10 giờ máy bay hạ cánh. Sao mẹ con ngân quỷ quải quá vậy con? Mẹ, ông nội hỏi mẹ kìa.
Dạ ba. Bà làm gì như người mất hồn vậy? Ba hỏi mà bà không trả lời. Dạ con xin lỗi ba. Ba vừa hỏi gì con vậy? Thằng Thiên nó mới đi có một ngày, sao con bơ phờ dữ vậy? Đừng nói là con nhớ con đến không ngủ mà ra nông nổi này nghe. Dạ ba. Con không hiểu sao con thấy lo lắng khác thường. Từ hôm qua giờ con không liên lạc được với Thành Thiên. Con không biết có chuyện gì xảy ra với nó không nữa. Nó xong việc rồi về. Bà làm như là lần đầu tiên nó đi công tác xa vậy. Dạ thưa ba, cô đi làm. Mẹ, bây giờ mẹ ráng uống hết sữa này đi, rồi mẹ lên phòng ngủ nha. Con phải đưa cô Tiết đi học nữa, rồi con sẽ về liền.